nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Litva Gabrielius Landsbergis đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm cấp Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với Litva, một đối tác bạn bè truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm hiểu thị trường, đầu tư vào nhau, tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như là hàng nông thủy sản, điện tử, da giày, dệt may và thị trường Litva. Thủ tướng cảm ơn Litva là một trong những nước thành viên EU đầu tiên phê chuẩn hiệp định EVIPA, đề nghị Litva thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm thông qua hiệp định này và thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, năng lượng, chống biến đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, nông nghiệp. Bộ trưởng Ngoại giao Litva bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được, khẳng định Litva mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, đối tác ưu tiên của Litva tại Đông Nam Á, theo các định hướng mà Thủ tướng đã cho ý kiến.